Khỏe tự nhiên xin kính chào quý vị khán giả. Các bạn thân mến, hôm nay Sức khỏe tự nhiên xin gửi đến các bạn những thông tin hữu ích về sức khỏe sau đây. Ăn thịt nướng sai cách có thể gây ung thư và nhiều bệnh nguy hiểm. Chuyên gia chỉ cách để an toàn cần tuân thủ 6 điều sau đây. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt nướng gây ung thư thì không chắc chắn là đúng, nhưng thịt nướng chứa chất gây ung thư thì đã được khoa học chứng minh. Theo các chuyên gia, thức ăn chế biến dưới dạng chiên, nướng đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh hơn đồ luộc, hấp. Nhưng không vì thế mà bạn tuyệt giao với món ăn vạn người mê này. Chỉ cần tìm hiểu và thay đổi một chút trong các khâu tẩm ướp, chế biến, bạn có thể loại bỏ bớt độc tố gây bệnh. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, hai nhóm chất phát sinh trong khói lửa khi nướng thịt có tên là nhóm amin vòn phức, viết tắt là HCAS, heterocyclic aminic, và nhóm hydrocarbon phương hướng đa vòng, viết tắt là PAHS, polycyclic aromatic hydrocarbon. Nghiên cứu cho thấy các HCAS làm phát triển ung thư vú, ruột già, gan, da, tiền liệt tuyến. Còn các PAHS thì gây ung thư như bạch cầu, hệ tiêu hóa và phổi. Vì vậy, nếu bạn nướng hay chiên, áp chảo các loại thịt, hãy cân nhắc giảm nhiệt độ. Việc thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao là nguyên nhân chính sản sinh HCA và PAH gây ung thư. Ngoài ra, để loại bỏ bớt độc tố gây bệnh, trong quá trình ăn và tẩm ướp, nướng thịt, bạn cần lưu ý những điều sau đây. Chọn thịt nướng, ưu tiên nạc nhiều hơn mỡ. Khi nướng thịt, bạn nên ưu tiên thịt nạc nhiều hơn thịt mỡ, vì lượng mỡ tan chảy xuống than sẽ dễ tạo ra chất gây ung thư. Ngoài ra, một nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Viện Phòng chống ung thư Hawaii cũng chỉ ra rằng, với những món nướng, bạn nên tẩm ướp qua đêm bằng những loại gia vị như tỏi hay nghệ, vì như thế, chất hóa học HCAS sẽ giảm xuống 50%, nguy cơ ung thư sẽ giảm xuống đáng kể. Không ăn phần thịt nướng bị cháy hoặc nướng quá khô. Theo chuyên gia dinh dưỡng, tuyệt đối không ăn phần thịt nướng đã bị cháy, mà nên cắt bỏ phần cháy hoặc không ăn những miếng thịt cháy đó. Thời gian nướng ngắn, vừa đủ để thịt chín, vệ sinh dụng cụ nướng sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Giảm thời gian và nhiệt độ nấu. Điều này không có nghĩa là bạn phải ăn thịt tái, mà chỉ cần đặt miếng thịt sống vào lò vi sóng khoảng 60 đến 90 giây trước khi mang nướng để làm giảm thời gian thịt nằm trên lửa. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, nếu bạn đang nướng hay chiên áp chảo, hãy cân nhắc giảm nhiệt độ. Việc thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao là nguyên nhân chính sản sinh HCA và PAH gây ung thư. Chú ý đến gia vị tẩm ướp. Các polyphenol chống oxy hóa trong nước sốt. Gia vị tẩm ướp có thể giảm 88% chất gây ung thư được tìm thấy trong đồ nướng. Theo Viện Khoa học Thực phẩm Kansas, Mỹ, hiệu ứng này đến từ những loại thảo mộc và gia vị như hương thảo, nghệ, tỏi tươi và ngăn chặn hình thành HCAS. Không chỉ vậy, tẩm ướp còn làm tăng mùi vị của thịt. Tránh hít phải khói nướng. Năm 2015, giới khoa học Trung Quốc chỉ ra người tiếp xúc với khói nướng 1 giờ mỗi ngày dễ bị ung thư hơn người khác. Chất độc trong khói nướng không chỉ xâm nhập vào cơ thể qua hệ hô hấp mà còn qua làn da. Bởi vậy, trong trường hợp dùng bữa ngoài trời, bạn nên để vỉ nướng cách bàn ăn 3 mét, đứng ngược gió khi nấu và điều chỉnh mức lửa để hạn chế khói. Chỉ nên ăn 1 đến 2 lần trên tuần. Để đảm bảo sức khỏe, bạn không nên ăn thịt nướng quá thường xuyên. Chỉ nên dùng từ 1 đến 2 lần trong tuần với lượng khoảng 100g thịt trên một lần, không ăn hàng ngày. Sau khi ăn đồ nướng một lần thì nên nghỉ một tuần đến vài tuần để thải hết độc tố ra khỏi cơ thể. Lưu ý, người có tiền sử đau dạ dày không nên ăn thịt nướng vì có thể gây ra chứng khó tiểu. Người già, người có vấn đề mỡ máu, tim mạch, cao huyết áp
cũng nên hạn chế ăn món này. Bản tin sức khỏe tự nhiên hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau. Thân ái! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.